Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop Mai Vàng của chị Tiên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị. Nay thì to có nhỏ có luôn nha quý vị. Lắc cũng có mà trực cũng có luôn ha. Đế lực không à quý vị ơi. Đế bệ bệ đế lực ha. Đây dạ. Nha, chào chị. Chào anh nha. Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em lại tiếp tục lên clip nha cả nhà. Em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị và các bạn một số phôi mai nha. Trực có, lắc có, lớn có, nhỏ có, nói chung là đủ loại hết. Số điện thoại quen thuộc của em là 0907321470. Em bao ship toàn quốc nha cả nhà. Em xin đi vào chi tiết cây số 1 nha. Đây, cây số 1. Cây số 1, em này bẻ quá ngặt luôn. Dạ, chiều cao là 82. Hoành thân của em này ở vị trí này là 31 hoành rưỡi cả nhà. Mãi vô cái gì? Đó, 31 hơn đây ha. Dạ. Đây cây mã số 1 nha. Từ từ chậm chậm cái chị ngắm nghe kỹ nha. Cái co này chơi giật. Co nó bẻ dính đây luôn quý vị. À. Bẻ quá cả nhà. Cây mã số 1 em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc à. Rồi xương cạnh quý vị ngắm nghe kỹ luôn nha. Này bẻ dính luôn rồi ha. Rồi 2,5 triệu bao ship. Rồi cây luôn. Rồi, tiếp tục cây mã số 2 cả nhà. Số 2. Chiều cao là 79. Hoành thân của em này ở vị trí này là 23 hoành rưỡi. Đó, bệ đế nguyên bệ dưới luôn. Cây này lắc mà có chi cành nha cả nhà. Em nghĩ kỹ em nói nhưng cái gì. Mã số 2 em xin giao lưu với giá là 1,4 triệu. Bệ đế nè. Bao ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Tư quý vị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 3. Tiếp tục cây mã số 3. Chiều cao của em này là 46. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành thân của em này ở đây là 28 hoành ạ. Rồi, xây xây luôn, 28 hoành. Cái này cái co nó cũng dính luôn rồi cả nhà. Đây, chậm chậm nha, giống như cái co này dính luôn. Bệ đó luôn. Mã số 3 em xin giao lưu với giá là 900. Em bao ship toàn quốc. Rồi 900 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục xuống cây 4. Này đẹp nha. Cây này quái quái à. Chiều cao của em này là 56. Hoành thân ở vị trí này là 19 hoành cả nha. Rồi 19 hoành đúng luôn quý vị. Cây này em xin giao lưu với giá 800 nha cả nhà. Quái quái lắc xấy vòng tròn. Rồi 800 viên. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo mã số 5. Chiều cao của em này là 57. Hoành thân ở vị trí này là 26 hoành. Rồi 26. Rồi xây xây luôn. Hoành 26. Mã số 5 em xin giao lưu với giá 800 nha cả nhà. Rồi 800 nha chị ơi. Mấy cái cây này nó rất già mùa cả nhà ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cây mã. Ủa gì vậy. Rồi mã số tiếp theo số 6. Tiếp tục cây mã số 6. Chiều cao là 59 ạ. Cái hoành thân ở vị trí này là 27 hoành cả nhà. Rồi 27 chị kéo nó mang bao ngay chỗ đây. 7 quành quý vị, đế nguyên bệ luôn nè ha. Dạ. Đế này một bệ đế luôn cả nhà ơi. Quá sao cái bệ đế này ha. Mã số 6 với 1 triệu em bao ship toàn quốc ạ. Rồi 1 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 7. 7. Chiều cao là 60. Hồi này cũng ngặt ha. Cái quành thân của em này ở vị trí này là 24 quành ạ. Rồi 24 quành. Cây này nó lắc quá quá thì sao cả nhà. Mã số 7 em xin giao lưu với giá 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi 1,2 triệu nhưng cái gì. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 8. Số 8. Chiều cao là 55. Hoành thân của em này ở vị trí này là 22,5. Rồi 22,5 hoành.
Mã số 8 em xin Zalo với giá 700 ạ. Rồi, xây luôn vậy em nghe kỹ đế ha. Đó, đây là. Cái này đẹp cả nha. Có ha. À, giá 700.000. 700 cái này đẹp cây luôn. À, tiếp tục luôn. Tiếp tục cái mã số 9 ạ. 9. Chiều cao của em này là 62. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành của em này là 25 hoành ạ. 25 hoành. 25 hoành đúng. Em này cái nách nó cái gì? Nách nó bị bể hết trơn rồi. Bể nứt gì hết trơn. Mã số 9 em xin Zalo với giá 1 triệu nha cả nhà. Triệu bao ship toàn quá. Rồi, 1 triệu bao ship. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 10. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 chiều cao là 55. Cái hoành của em này là 21 hoành. Rồi, 21 hoành. Rồi, xây luôn. Mã số 10 em xin Zalo với giá là 600. Rồi, để luôn. Rồi, 600 nè quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 11. Chiều cao là 58. Hoành là 25 hoành cả nha. Rồi, 25 hoành. Em này đế đều toàn do luôn cả nhà ơi. Này, đế đây. Đại đều luôn, chỗ nào cũng có hết trơn này ha. Dạ. Rồi, mình giao lưu. Mã số 11, em xin giao lưu với giá 1 triệu bao ship toàn quốc. 1 triệu bao ship luôn. Rồi, qua mã số 12, một em trực tay cành đẹp luôn. Tiếp tục. Cây mà chiều cao là 71. Hoành hơn ở vị trí này là 26 hoành. 56, hoành 56, em trực hoành 56 ha. Tay cành. Mã số 12 cả nhà. Đây, toàn tay cành nữa quý vị. Số 12 em cũng xin giao lưu với giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Để ha. Ai thích được cúp mang chốt cái này cả nhà ơi. Rồi, 1 triệu mà số 12. Rồi, cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 13. Luôn. Chiều cao của em này là 65. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành của em này là 21 hoành ạ. Rồi, 21 hoành. Đế nó quá thì sao cả nhà. Rồi, để luôn đây quý vị. Co bẻ cũng ngặt ha. Mã số 13 xin Zalo với giá 700. Rồi, cũng cây luôn, 700 ngàn. Rồi, tiếp tục con qua 14 luôn nha quý vị. Chiều cao là 44. Hoành hơn của em này, vị trí này là 20 hoành. Rồi, hoành 20. Ồ, cái đế này trật đẹp nè. Đế ông mà đế nơm chứ. Nó nhầm đế nơm đẹp. Bự không nè. Mã số 14 xin giao lưu với giá là 700. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo mã số 15 nha. 15. Chiều cao là 80. Cái hoành thân của em này ở vị trí này là 23 hoành rưỡi. Rồi, 23 hoành rưỡi. Tay cành nè quý vị. Mã số 15. Rồi, xuống đế nha quý vị. Số 15 xin giao lưu với giá là 1 triệu 1 thôi nha. Rồi, 1 triệu 1 mà số 15. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục qua mã số 16 tiếp luôn. Tiếp theo, mã số 16 chiều cao là 92. Hoành hơn của em lại đây là 26 hoành. Rồi, hoành 26. Rồi, mã số 16 là cây trực đó nhà ơi. Trực tay cành đều. Xin giao lưu với giá là 1 triệu. 1 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, 1 triệu bao ship tới nhà luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp theo cây mã số 17. 17. Chiều cao là 81. Hoành thân ở vị trí này là 26 hoành á. Rồi, 26 hoành. Tay cành gì cũng ok quá rồi ha.
Cây này cái thân nó lát đẹp quá. Bẻ cổ lên. Cây mã số 17 em xin giao lưu với giá là 1,4 triệu ạ. Rồi, 1,4 triệu, mã số 17. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 18. 8. Chiều cao là 80. Hoành thân của em này ở vị trí này là 28 hoành ạ. Rồi, 28 hoành. Hoành 28. 28 hoành. Để em ướm cái nồi đế nè. Rồi, ướm cái nồi bao nhiêu đây? Nồi đế đặc cả nha. Nồi đế cổ đặc 80. 80. Nồi kéo ngang đó 80 quý vị. Cây mã số 18 xin giao lưu với giá 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 19. Tiếp tục cây mã số 19 ạ. Chiều cao là 82. Hoành thân ở vị trí này là 30 hoành ạ. Rồi, 30 hoành. Hoành 30. Thân cành luôn rồi quý vị. Mã số 19 xin giao lưu với giá 1,6 triệu. À, hoành 30 giá 1,6 triệu. Rồi cái cổ với đế màu xít tế nhà rồi cả nhà. Rồi 1,6 triệu. Rồi cây luôn 30 hoành. Này giống như con rồng nằm dài cả nhà. Rồi đúng rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Tiếp theo mã số 20. Chiều cao của em này là 93. Số 20. Em xin giao lưu với giá là 1,3 triệu. Bao ship tận nhà luôn. Mấy cây này cái lắc nó đẹp lắm cả nhà. Nhân lắc nó rất là đẹp. Rồi, 1,3 triệu nha quý vị. Rồi, cây luôn. Mã số 21. Chiều cao 65. Cái hoành của em này ở vị trí này là 24 hoành. Rồi, hoành 24. Mã số 21. 600, em bao ship toàn quốc. 24 hoành, 600. Để đây quý vị, không cũng bự luôn đây. 600 ngàn mà ship tới nhà luôn. Rồi, cây ha. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp tục mã số 22. 22 bự nha. Chiều cao là 1 mét. Rồi, cái hoành thân của em này 34 hoành. Đây quý vị, 34 hoành đây ha. Đó. Để luôn. Lưng bẻ cũng ngập nha. Cây này đẹp. Đó. Bẻ dính lên luôn nè quý vị. Cây mã số 22 em xin giao lưu với giá là 3 triệu. Bao ship. Tận nhà nha. Luôn. 3 triệu nhưng quý vị cũng nghe kỹ đế rồi co rồi tay cành đây ha nè. Tay cành đây. Đế đều, chi cành cũng đều nữa cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 23. 23. Chiều cao là 49. Em chật búp măng cả nhà. Hoành thân của em này là 29 hoành. Rồi, 29 hoành. 23 xin giao lưu với giá 1 triệu cả nhà ơi. Thì trong nách vô nằm nằm. Trực búp măng. Này cũng giống có dấu hiệu gì nè quý vị. Lục bọng quá nè ha. U mấy cái nách thôi nha. Để nè. Xe đều quá nè. Triệu như quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. Tiếp theo mã số 24. Chiều cao là 49. 23 hoành. Rồi, hoành 23. 24 em xin giao lưu với giá là 800 ạ. Rồi để luôn. Trong chuyện có đủ gì ăn trước có chuyện chống luôn như vậy. Có đế điều hết cả nha. Chuyện chống trước có như vậy. Có phóng có hồi có đủ ha. 800. Mà số 24 rồi xuống cây luôn. Số 25. Chiều cao của em này là 49.
Đo vị trí này là 19.500. Rồi, 19.500 hoành. Cái này em xin giao lưu với giá là 500. Mã số 25. Rồi, 500 gì xếp cái nhà. Đế quá đế cả nhà. Bao phí luôn. Nó giót đọt tay cạnh luôn. Rồi, cây mới luôn. 26 luôn rồi quý vị. Số 26 cũng là mã số cuối clip rồi cả nhà. Chiều cao là 37. Hoành hơn ở vị trí này là 16 hoành. Rồi, 16 hoành. Cái này em xin giao lưu với giá là 350. Đẹp nha. 350. Cây này cũng là cây cuối clip rồi cả nhà ơi. Rồi. Em xin kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha. Nhà Thái thật nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Yêu thương chốt cây thì gọi số điện thoại của em nha cả nhà. 0907321470 nha. Em chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha, gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại clip sau.